Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, ngày 11 tây tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm, ngày 12 tây tháng 8 rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để mà nói về tình hình của giá cả của Bitcoin. Chúng ta cũng sẽ nói về Ethereum. Chúng ta cũng sẽ nói về Cardano và một số những thông tin khác. Và đặc biệt, chúng ta sẽ nói một cái thông tin đó cho chúng ta thêm một cái góc nhìn nho nhỏ về những suy nghĩ của Gary Gensler, có nghĩa là Chủ tịch của SEC bang hoàng đế chúng hiện tại các bạn cũng đã biết là Gary Gensler cũng đã nói cách đây không lâu đó chính là Gary Gensler sẽ có những cái luật để mà quản lý thị trường này và có thể giúp đỡ thị trường này phát triển nhưng mà cần phải có luật ông ta ủng hộ của sự đổi mới, ông ta ủng hộ crypto nhưng mà cần phải có lực để mà bảo vệ người tiêu dùng thì Gary Gensler có những suy nghĩ như thế nào, lực của ông ta sẽ ra sao chúng ta bây giờ có thêm một góc nhìn nhỏ nhỏ đây là một cái tài liệu được chia sẻ hồi tháng 7, nghĩa là tháng rồi giữa cái lời phát biểu của Gary Gensler và một số những cái tài liệu qua lại giữa Gary Gensler, chủ tịch của SEC và nghị sĩ Warren thì chúng ta sẽ nói thêm chi tiết này tại vì nghĩ đây là một trong những điều cũng rất là quan trọng và cũng rất tốt cho thị trường nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trước hết chúng ta hãy nói về tình hình giá cả của Bitcoin đi Thì ngày hôm nay các bạn thấy lúc làm video này đó là giá Bitcoin là 45.765 Thực ra cái giá này cũng không có nhiều sự khác biệt so với ngày hôm qua và một ngày trước đó Cái mức cao nhất trong thời gian gần đây chúng ta thấy là ngày hôm qua khi mà giá lên tới là gần 47.000 đô 46.800 là 7 thì khi mà chúng ta nói tới bitcoin đó thì nhìn vào tình hình on chain đó, đây là cái tình hình liên quan đến có bao nhiêu bitcoin được nạp vào trên sàn và rút ra để chúng ta coi coi là trong thời gian này đó chúng ta có cái hiện tượng là nhiều người đẩy bitcoin lên sàn đó là hiện tượng chốt lời thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào biểu đồ của à, nến ngày đó thì các bạn thấy được là những cái ngọn à, màu xanh này đó thì các bạn thấy được là không có dấu hiệu là có những cái động thái là có nhiều người đẩy bitcoin lên trên sàn Mặc dù giá cả tăng đây cũng là cái tình hình cũng đã kéo dài hơn một tuần qua và chúng ta nhìn đây là tài liệu à, tính theo hàng giờ thì các bạn thấy được hàng giờ chúng ta cũng không có những cái thông tin gì à, gọi là quá đặc biệt các bạn thấy được là mỗi một thanh này là một giờ thì trong vòng hai ba ngày qua các bạn thấy là khá là im lặng có nghĩa là giá lên nhưng mà không có nhiều động tĩnh non chen là người ta đẩy bitcoin nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những cái sự phân tích đó, của những cái nhà phân tích on chain ở trên crypto coin thì các bạn thấy được chúng ta cũng có một số những cái tài liệu cũng giống giống nhau như là các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì có những cái thông tin như đến từ Spirit Journal của Kim thì Spirit cho Kim này nói là tình hình là chúng ta tuy là không thấy nhiều cái hiện tượng là có nhiều Bitcoin được đẩy lên trên những cái sàn giao dịch như thường mới vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta lại thấy một cái hiện tượng đó chính là chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin ở trên những cái sàn mà cho các bạn sử dụng như hợp đồng đó cái sàn gọi là sàn phái sinh thì có hiện tượng là những Bitcoin đó cái đường màu vàng trên màn hình là những Bitcoin đó di chuyển về cái sàn spot đây là một cái hiện tượng cho thấy được là những người mà họ sử dụng đòn bẩy đó Họ có lời, họ đem video của mình về cái sàn spot để họ bán lấy lời hay là rút ra Đây là cái hiện tượng chốt lời của những người mà sử dụng à, những cái à, sàn phái sinh Thì à, tình hình này đó, kèm với lại cái tài liệu là hiện bây giờ đó Tình hình à, tham lam và sợ hãi đó Bây giờ chỉ số từ ngày hôm qua tới bây giờ là chỉ số 70 có nghĩa là tình hình là chúng ta đang nằm ở trong thời điểm gọi là tham lam thì chúng ta vẫn chưa có đi xuống những cái mức cao hơn như là 80 90 là cực kỳ tham lam nhưng mà so với lại tuần vừa rồi đó là chúng ta coi như là trung lập không tham lam, không có sợ hãi và so với một tháng trước đó thì các bạn thấy là tình hình là cực kỳ sợ hãi. Bây giờ chúng ta đã đi trong vòng một tháng đó từ là cực kỳ sợ hãi đi đến cái thời điểm là đã qua cái mức là tham lam rồi thì tình hình là chúng ta có những cái hiện tượng như là tài liệu cho thấy được là cái số lượng Bitcoin di chuyển từ những cái sàn phái sinh những cái ví đó qua những cái ví mà sàn thông thường đó thì tình hình đó đang xảy ra kèm với lại tài liệu thông mới vừa chia sẻ với các bạn liên quan tới tham lam và sợ hãi thì có thể chúng ta sẽ thấy uh, có những cái cuộc điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn đó thì uh, tất cả những tài liệu on chain bây giờ nhiều người vẫn có kết luận là chúng ta đang nằm trong cái tình hình là giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng đây là cái tài liệu của crypto khoan mà thùng muốn mang đến cho các bạn thì nói tới đây đó một trong những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn là đương nhiên không có gì mà tăng mãi mà không điều chỉnh cũng như là không có gì mà xuống mãi mà không có cái sự điều chỉnh tăng trưởng trở lên nhưng mà cái mà chúng ta không biết là khi nào mà thôi thì có thể nhiều bạn đó, nhìn vào đây là biểu đồ của nến ngày khi mà chúng ta nhìn cái sự tăng trưởng rất là mạnh của Bitcoin đó, từ cái thời điểm là ngày 21 tây tháng 7 có nghĩa là từ ngày đó cho đến ngày hôm nay đó là chúng ta có sự tăng trưởng tổng cộng là 22 ngày, nghĩa là khoảng 3 tuần thì trong cái thời gian này các bạn thấy là Bitcoin nó đi thẳng từ cái mức là thấp là khoảng chừng 29.500 đô lên tới cái mức cao là ngày hôm qua là 58%, Bitcoin tăng trưởng 58% trong thời gian chỉ có 3 tuần mà thôi và thực ra mà nói chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng này thì không thấy có sự điều chỉnh nào hết có thể nhiều bạn nói là có một cái sự điều chỉnh nhẹ ở cái thời điểm là bitcoin khoảng chừng là 42.600 điều chỉnh xuống là bitcoin là lúc đó là khoảng 37.200 thì xuống khoảng chừng là 12% nhưng mà có nhiều người cho là chúng ta thực sự vẫn chưa thấy một cuộc điều chỉnh và chúng ta có thể có một cuộc điều chỉnh à, trong cái à, sự tăng trưởng này trong thời gian ngắn tới đây tại vì đã tăng quá nhiều nhưng mà vẫn chưa có sự điều chỉnh thì thuận đi ngược trở lại đó để thì thuận cho các bạn thấy được là tình hình là chúng ta trở về năm 2020 đi hồi tháng 9 của năm 2020 đó lúc đó bịch hồi đi từ khoảng chừng là 10.000 đô lên tới 20.000 đô không có một cái đợt điều chỉnh nào hết, các bạn nên hiểu là đi từ 10.000 lên tới 20.000, có nghĩa là tăng 100%, và chúng ta có thấy được là tăng liên tục trong khoảng thời gian là khoảng 84 ngày, nghĩa là trong vòng 2 tháng trời tăng liên tục 100%, mà không có một cái đợt điều chỉnh nào. Thì nhiều người ở cái mức này đều nói là chúng ta sẽ thấy cái đợt điều chỉnh. Nhưng mà sau đó thì như nào? Sau đó thì giá từ 10 lên 20, 20 lên tới 30 như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó trong cái khoảng này thì chúng ta cũng không thấy có một cái đợt điều chỉnh nào và nhiều người đã nói là chúng ta sẽ sắp sửa thấy đợt điều chỉnh mãi cho đến khi chúng ta lên tới 40 rồi sau đó chúng ta mới thấy cái đợt điều chỉnh là từ 40 trở về 30 thì uh, chúng ta thấy được là điều chỉnh đương nhiên là sẽ đến chúng ta chỉ không biết đến khi nào mà thôi và cũng như là hồi tháng 9 năm ngoái đó mọi người đều nghĩ là tới 20.000 đô sẽ có đợt điều chỉnh mạnh không có xảy ra lên tới 30 cũng không có xảy ra mãi cho đến uh, 40 mới xảy ra cho nên không có thể đoán được là khi nào mới có một cái đợt điều chỉnh hết Đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trong cái đợt tăng trưởng này đây thì thường lại thấy có nhiều bạn comment Ở bên dưới nói là trung bình giá trong thời gian qua thì bây giờ cũng đã bắt đầu là có một cái phần lời Tại vì giá cả đã tăng trưởng 58% trong vòng 3 tuần qua Thì thường đã từng chia sẻ với các bạn trên cái channel này đó là thường sẽ không có nói về những cái chi tiết liên quan tới khi nào chốt lời nữa vân vân Tại vì sẽ có nhiều bạn thấy thông tin đó sẽ cảm thấy là bị ảnh hưởng cho nên thường đã quyết định là không chia sẻ nữa nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các bạn đầu tư chúng ta thường hay nói tới diamond hand chúng ta thường hay nói tới là hold nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn không được chút lời hai điều đó hoàn toàn khác nhau Chốt lời nó rất là cá nhân các bạn đầu tư thì khi mà các bạn cảm thấy đủ các bạn cảm thấy là các bạn đã đạt được mục đích hay là các bạn muốn giảm đi rủi ro vân vân các bạn đều có thể chốt lời đó không có gì gọi là sai hết đây là một trong những điều mà Thùng chỉ muốn nhắc nhở các bạn mà thôi đương nhiên mỗi bạn đều có mỗi cái suy nghĩ khác nhau đây chỉ là một cái nhắc nhở chung mà thôi trong những cái đợt mà chúng ta thấy là giá cả tăng trưởng mạnh đibai do này, tôi đã nói với tới các bạn rất nhiều lần rồi trong cái khoảng thời gian là hầu như là 6 tháng qua thường đã nhắc tới uh, chốt lời trên cái đường tăng trưởng từ 10.000 đến 65.000 thường đã làm rất nhiều những cái video uh, chia sẻ với các bạn về khái niệm chốt lời cũng như là chia sẻ online nhưng mà tôi cảm thấy là tới cái lúc mà giá Bitcoin đi từ 65 về còn 30.000 ra thì uh, rất rõ ràng là nhiều bạn vẫn chưa có chốt lời. mặc dù à, là thùng cũng đã chia sẻ rất nhiều với các bạn về khái niệm này đây sẽ là một trong những khái niệm mà Thuận sẽ nhắc tới và nhắc lui với các bạn nhiều lần tại vì đây là một cái điều cũng rất là quan trọng mà các bạn cần nên phải nói cần nên phải suy nghĩ đến tại vì sao tại vì các bạn thấy được là thị trường này đó dài hạn thì đương nhiên thường rất có lòng tin cho nên thường mới đầu tư dài hạn nhưng mà ngắn hạn đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra các bạn cứ nghĩ đi tình hình bây giờ đó thì các bạn thấy được là giá bitcoin tăng chứng mạnh trong vòng 3 tuần thì 3 tuần trước đây bây giờ là 3 tuần trở lại 3 tuần đi nếu như mà ai đó nói với các bạn là trong vòng 3 tuần thôi Bitcoin sẽ từ 29.500 mà sẽ lên tới là qua khoảng 45.000 thì nhiều bạn sẽ không tin nhưng mà bây giờ nhìn lại thì đã quá rõ ràng cho nên không ai đoán được tình hình ngắn hạn hết cũng như là các bạn có thể nghĩ được là nếu như ngược lại giá Bitcoin không có tăng mà sau khi mà đi hàng ngang một thời gian dài từ cái mức là 30-40 tới 40, mà tình hình ngược lại là giá đi xuống còn 20.000 đô thì các bạn sẽ tính như thế nào điều gì cũng có thể xảy ra trong ngắn hạn điều quan trọng là các bạn có chiến lược như thế nào mà thôi khi mà giá tăng các bạn sẽ tiếp tục hodl các bạn sẽ mua thêm các bạn sẽ tiếp tục trung bình giá hay là các bạn không làm gì hết và ngược lại khi mà giá xuống các bạn sẽ có những chiến lược như thế nào tất cả những gì cũng có thể xảy ra cho nên các bạn cần phải có những cái suy nghĩ là chuẩn bị sẵn cho tất cả những cái trường hợp trong thời gian ngắn hạn thì khi mà điều đó xảy ra các bạn đã sẵn sàng các bạn sẽ không có bị lung lay bởi tin tức tại vì các bạn sẽ thấy được là mỗi lần mà chúng ta có giá cả tăng mạnh hay là xuống mạnh thì đều sẽ có những tin tức để mà nhiều bạn cho là hợp thức hóa À, cái à, sự tăng giá hay giảm giá Và những thông tin đó nó sẽ kèm theo có thể là nhiều thông tin vết nhưng thông tin mà gây sự lo ngại Khiến cho nhiều bạn lung lay Tại vì sao? Tại vì các bạn không nghĩ đến Cái trường hợp là giá cả có thể là đi trở xuống Trong thời gian ngắn hạn mà đi nhanh như vậy Cho nên nhiều bạn sẽ lo sợ Và có thể đưa những quyết định sai lầm Ở thời điểm đó nếu các bạn đã suy nghĩ trước đó Bây giờ là giá Bitcoin 45.000 Nếu như mà hai tuần sau mà giá Bitcoin xuống Dưới 40.000 một lần nữa Thì các bạn sẽ có những chiến lược như thế nào? khi mà các bạn đã có sẵn chiến lược thì các bạn sẽ không có bị ngỡ ngàng khi mà điều đó xảy ra cũng ngược lại khi mà giá cả tăng trưởng mạnh giống như là hai ba tuần sau nếu như mà giá bitcoin tăng 100% phần trăm có nghĩa là lên tới 90 mươi đô thì các bạn sẽ làm gì nếu như mà các bạn không nghĩ đến điều đó có thể xảy ra thì các bạn cũng có thể là à, bán quá sớm hay là các bạn sẽ đưa ra những quyết định nào đó mà các bạn sau này nhìn lại sẽ thấy hối hận cho nên suy nghĩ trước những gì có thể xảy ra đó mới là À, một cái cách đầu tư lâu dài và đương nhiên dài hạn thường rất có lòng tin và trong thị trường này thường đã chia sẻ với các bạn à, không phải là mới đây mà thường chia sẻ với các bạn đã rất lâu rồi đó chính là 100.000 đô cho một đồng Bitcoin đó không phải là có thể hay không mà chỉ là khi nào mà thôi đây là những điều mà chúng ta đã nói tới từ năm 2017 rồi chứ không phải là mới đây cho nên mục tiêu của Thuận vẫn là như vậy 100.000 đô và hơn đó nữa nhưng mà có phải là nó sẽ xảy ra trong tháng này, tháng sau, cuối năm nay, cuối năm sau? đương nhiên thường không ai nào mà nắm bắt chắc chắn được, thường chỉ có thể nhìn vào những cái tình hình bây giờ, nhìn vào tài liệu vĩ mô, nhìn vào những cái tài liệu in tiền, nhìn vào những cái sự kiện đang xảy ra, nhìn vào những ai đang đầu tư, nhìn vào tương lai thị trường này và đưa những phán đoán cho cá nhân của mình mà thôi. Và thường chỉ muốn chia sẻ những gì mà thường đang suy nghĩ với các bạn để các bạn có thêm một cái tài liệu hy vọng là giúp đỡ cho các bạn trong cái việc đầu tư khiếu lâu dài này